như hồi nãy chị Đông Xuyến có nhắc đến cái chuyện mà đe dọa hâm dọa ờ, mà Ngọc Lan thấy hình như phần lớn phụ huynh sẽ không có phân biệt được cái chuyện đó ví dụ như nãy chị lấy ví dụ về cái chuyện mà hướng dẫn cho các em đó à, ví dụ tập xe hay gì đi có đánh chuyện phải. té có chuyện té mà cái điều đó nó thường nó rất là thường rất như vậy hình. thì làm sao để cho phụ huynh người ta hiểu được rằng là uh, thay vì phải uh, hướng dẫn nhắc nhở thì hình như họ đều rơi phần lớn đều rơi vào cái chuyện mà đe dọa dạ và hâm dọa dạ đứa nhỏ. đúng rồi. Thì bản thân chị cũng vậy thôi. nó không, tụi mình không có ai chỉ mình hết. Yeah. và mình làm theo những gì mà mình đã học được hay là mình biết được thôi. thì bây giờ mình có cái dịp để mình bàn với nhau về chuyện này thì thì nói như thế này. thì có hôm trước có nói một lần á là ví dụ như mà bé nó cầm cái ly nước đầy và nói coi chừng đổ coi dân đổ. Thì nó đổ. thường nó đổ đúng không? hay yeah. là mình đang lái xe mà mình thấy cái bảng để đừng quẹo phải. Ừ. thường thường là mình mình không để ý là mình quẹo phải thì mình chỉ thấy cái chữ quẹo phải thôi thành yeah. là cái não trạng của mình mình hướng về đâu thì nó dồn năng lượng về cái cái khía cạnh mà mình hướng đó thành ra là thay vì mình đe dọa hâm dọa mình có thể hướng con mình ở cái khía cạnh mà mình muốn nó xảy ra chẳng hạn như mình đạp xe đạp thay vì nói con coi chừng té coi chừng té thực sự ra có bao giờ em nó coi chừng để nó té đâu thực sự là không có chuyện đó nó nó đang cố gắng nó tập trung để mà nó lái xe đúng nó đạp xe đúng không thì mình sẽ hướng nó theo cái khía cạnh đó là con nhìn đằng trước con đừng có nhìn chầm chầm xuống cái xe con nhìn đằng trước rồi con đạp từ từ con đạp từ từ thì mình hướng nó vui cái phía, phía cạnh đó thì cái cái đó là cái khác biệt giữa cái giữa cái hướng dẫn và cái thực sự ra mình không cố tình hăm dọa hay đe dọa đó là có đó... có nhưng mà nhưng mà cái thói quen của mình yeah. như vậy rồi chị cũng hồi đó cũng y chang vậy thôi đâu có khác biệt gì đâu thành ra là nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những trường hợp mà cha mẹ thực sự đe dọa các em, thực sự ừ. hăm dọa các em. À, um, ví dụ như mà và mẹ mìn hay là cảnh sát tới bắt hay là không có, à, không có làm hay là mai mốt là đuổi ra đường ở hay là mai mốt sẽ trở thành cái ông homeless kia vân vân và vân vân thì thì thực sự mình có nhu cầu làm vậy không và bây giờ nếu mình đặt lại cái câu hỏi đó nếu mà có người hay dọa mình như vậy đó thì mình nghĩ là nó có nó có giúp mình được không nó có giúp mình không hay chỉ làm cho mình căng thẳng thêm mà thực sự chưa có việc giúp mình cụ thể ha thành ra là nhưng mà cái đó cái não trạng của người lớn là mình đã có thể gạn lọc rồi yeah. bây giờ đối với não trạng non nớt của các em nhiều khi các em nhất là các em nhỏ nó không có gạn lọc ra được để nó thấy ồ chuyện đó chỉ là nói cho mình sợ chứ chắc tụi nó tin chuyện đó mấy em nó, nó tin cái điều đó hay là cái mà, mà mình thấy mà rất là tổn thương là khi mà cha mẹ nói là à, con không làm nên mẹ không thương con nữa yeah. hay là mẹ bỏ con hay là con làm gì là sẽ bỏ con cái khía cạnh tâm lý mà các em nhỏ mà nó nghe là bố mẹ bỏ nó hoặc là không thương nó nó đâu phải như người lớn để gạn lọc là ô bố ba cha mẹ có bao giờ cỏ con đâu cha ừ. mẹ là luôn luôn thương con nó chỉ suy nghĩ rất đơn giản là chuyện đó sẽ xảy ra và có thể xảy ra thì bây giờ mình đặt mình vô trong cái đôi giày của các em ở trong một cái thế giới mà các em nó rất lệ thuộc vô trong cái sự săn sóc của bố mẹ và cuộc đời của nó trong cái cái tuổi ấu thơ đó bố mẹ là một phần của nó. Mà bây giờ cái sự mà còn đó đó là hâm dọa và đe dọa rồi đó. Ừ. Mà nó thường xuyên, thực ra là nhiều khi mình nói mà đâu nói một lần đâu, yeah. mình nói hoài. Thì điều đó nó sẽ ảnh hưởng cái tâm lý của các em như thế nào? Có nhiều em á nó ngủ nó nằm mơ nó thấy mẹ nó bỏ nó. Ừ. Hả? Nó nằm mơ nó thấy da uh, yeah, nó thấy nó nó, nó 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 bị nó 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 bị bỏ hoặc là à um, dạ yeah, và, và nói em nó rất sợ khi mà nó nghe câu nói là cha mẹ mẹ cha là bố không có thương con nữa nếu mà con không làm chuyện đó à, giống như chị xuyến vừa mới đưa ra cái ví dụ à, con không làm cái này thì ba mẹ không thương con nữa ba mẹ sẽ bỏ con thì nó có một cái đó là cái câu mà phụ huynh việt nam hay nói nhất đó, đó là ráng học kêu học à nếu mà không học á mai mốt á chỉ có nước đi ăn xin hay là, ừ. là không học á mai mốt chỉ có nước là đi đạp xích lô hay đi rửa chén thì cái câu đó chị, à. chị nghĩ đó à thì có thể mình mình có thể reframe nó mình ừ. mình đóng đóng khung lại một cái cái khung khác mình nên nói con con nếu mà con học được mai mốt con có thể giúp con con giúp mẹ nữa rồi con giúp những người khác nữa rồi nếu mà con đi học mai mốt con sẽ có nhiều tự do hơn con làm được kiếm tiền đầy đủ thì con sẽ có nhiều tự do hơn you will be more free ha? thì mình hướng cái điều mà mình muốn thấy thay vì mình nói về cái khía cạnh đó thành ra là cái cái um, mình nói theo cái chiều hướng tích cực yeah. thì thì cái đó nó để giúp cho các em nó có thêm cái động lực um, nhưng mà thì đó cái, cái khác biệt ở đây là mình ở một cái ly nước thì nó cũng có nhiều đó nước thôi nhưng mà trong cái sự truyền đạt với các em thì mình cố gắng truyền đạt ở cái phần nửa đầy yeah. nửa đầy nếu mà con con mà học mà con học ngoài thành tài mà con học tốt như vậy mai mốt con có công việc tốt con sẽ cảm thấy có nhiều tự do lắm à, sẽ thoải mái hơn rồi con có thể giúp cho con gia đình rồi giúp cho bố mẹ nữa mẹ rất là mong như vậy mình có thể nói một cách rất là rất là bình tâm như vậy không nhất thiết là ồ mày không học thì mày sẽ thế này thế này thế kia vân vân thực sự cái sự mình chỉ tạo thêm cái căng thẳng ừ. à, vào trong cái não trạng của các em và quý vị biết đó hồi trước chúng tôi cũng hay trình bày á là khi các em có cái áp lực mà căng thẳng ở trong cái trung tâm cảm xúc á thì nó ảnh hưởng nó đóng sập cái cái phần mà suy đoán đóng đóng, đóng sập cái phần mà điều hành của cái não trạng của mình là cái phần prefrontal cortex tức là cái phần thùy não đằng sau cái trán cái nơi đó là nơi để các em tập trung nơi đó để các em quyết định, nơi đó là để các em mà biết cái phải cái trái. Thành ra nhiều khi mình áp lực quá, mình mình thấy ủa sao mình nói hoài mà con mình nó không không khá hơn? Tại vì nó áp lực quá cái phần đó nó không có quốc. Yeah. Nha. Yeah. Uh, Ngọc Lan nghĩ là liên quan đến vấn đề mà cái uh, những cái vết thương, uh, những cái tổn thương trong lòng của trẻ em đó thì uh, chắc phải con tới hai thêm. cái nữa. chung uh, À uh, uh, phải thêm, thêm ở trong một cái chương trình kỳ tới để làm thế nào để mà mình Uh, khắc phục được cái chuyện đó cũng như là cái 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 hậu quả để lại đối với các em nó ghê gớm lên như thế nào xin cảm ơn bác sĩ đông xuyến xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị